Thứ hai nằm ở ngay cái khu phố ẩm thực đó mọi người. Cái cổng khu phố ẩm thực là phía kia ha. Thì đi vô tí xíu là tay trái là thấy quán bé hai bé ba liền nè mọi người. Rất là dễ kiếm ha. Nhiều người vẫn hay hỏi địa chỉ thì ở đây là 374 nha mọi người. 374 đúng không bé hai? 374 Bình Khánh. Thì có thể là bước qua tuần sau, cuối tuần sau bé hai sẽ có một ngày chiên khách hàng. Đó là chương trình bốc thăm trúng thưởng cho tất cả các vị khách khi đến đây mua. Sẽ một cái lồng cầu hay là một cái gì, một cái thùng giấy, mỗi người mua thì mỗi người được bốc một phiếu thăm, trong đó sẽ có 5 giải là thành một giải, thì ai bốc trúng một cái là một cái nhà bọc. YouTuber có được không? Được luôn mà. Đến đây thì anh mỗi anh YouTuber được bốc, được bốc thăm đúng không? Được một cái nhà bọc. Đó là chương trình tri ân tặng cho khách, tất cả các anh chị em bạn bè là đến vui chơi ăn uống tại khu tại tiệm bé hai bé ba. Đó là một chút gì đó gọi là động viên cho khách hàng đến ủng hộ, sẽ tặng nhưng mà không thể tặng đại trà được, mình có cái số lượng giới hạn một chút. Đó là trong một ngày từ 5 giờ chiều tới ca ta lắm 12 giờ khuya thì là 5 vị khách may mắn. Mọi người hơn một tuần qua thì bé hai đã quen với cái nguồn quay công việc cũng như là cách tính tiền hay là cái gì? Bé hai đã quen rồi, thì hiện tại là bé hai đang cũng hôm qua thì bé hai đã up tính hết trơn, thì hiện tại là bé hai sẽ là ít chủ một chút, bé hai vẫn đứng bán được một chút, nhưng bé hai sẽ là người vào tính tiền và giao lưu với khách. Đó, không để như là không phải bị thất thoát tiền bạc, tại vì cái là không có trực tiếp đứng chiên nhiều nữa, không đứng chiên, không đứng chiên cái lò đó là sẽ là giao cho anh Tèo cái hai chiên. Bây giờ cái lò chiên nó là chủ lực đúng không? Là chính chiên, còn Tuấn là người sẽ bưng bê. Đó, còn ngoài nước thì có một em đó là chỉ là qua phụ bé hai, là họ tới qua chơi phụ lấy nước và nợ chị bé hai, còn chồng bé hai sẽ đứng trụ ở đây. Bé hai cũng đứng ở đây nhưng mà nhiều lúc tính tiền lưu với khách thì bé hai sẽ chạy ra chạy vô và giao lưu với khách ở ngoài nữa, khách mua về chứ không có riêng vào khách ở bên trong. Đó, còn chị Tư, cha đang làm những việc không? Còn chị Tư á là trong bếp, chị Tư là chỉ ông táo bà táo thôi. Đó, chị Tư là đứng phần trong thôi chứ chị Tư không ra ngoài nữa. Vậy là tính sơ sơ là riêng cái quầy bé hai là cũng tới 5-6 người rồi. Đúng rồi, tại vì bé hai muốn chỉnh sức khỏe để bé hai bán lâu dài, chứ không để như mọi trước mỗi là bán như vậy thứ bảy chủ nhật và có là thứ bảy tuần trước á, bé hai xem nữa là xỉu, rất xỉu, chạy quá mệt, đông quá khách bỏ về, thì hôm nay thì bé hai sẽ cố gắng tận dụng như vậy. Còn phần tính tiền đó mọi người, nếu mà mỗi lần bàn mà ăn á thì bé hai sẽ ghi cái món ăn ở trên đó, và khi tính tiền bé hai sẽ đưa giấy lại cho khách hàng coi là có sót hay là có tính lố của khách hay không. Rồi bán ra tạm đó là bé hai tính toán. Thì còn cái vấn đề số mà đứng ngay dán từng bàn thì tại vì mọi người có biết là thực sự là khi mà mùa thấy như về ngoài vậy, nhưng mà ở bên trong mấy hai còn nhiều cái nhà thì nhiều vấn đề để làm lắm, thế là dòng mấy hai và mấy hai còn làm nhiều nữa lắm. Bé hai thì lo làm giấy tờ hợp pháp với cái tiệm này, còn chồng bé hai là lo chỉnh chu lại căn nhà đó. Mọi người có thắc mắc, có nhiều người thắc mắc là hỏi lúc trước con của bé hai á, cháu bé hai á, cục cưng của bé hai nuôi đã ở đâu. Thực sự là đang để chương cầu sinh thượng là làm ba cái chuồng nuôi để dẫn che nắng như mưa, để không cho sợ có nhiều khách là nói là chỗ mua mấy đồ ăn mà nuôi thú cưng, lông thú cưng nó sẽ bám vào quần áo hay là bám vào đồ ăn nên mọi người cũng e ngại. Là con chó trên sân thượng luôn đó, là đã chỉnh cho nó nuôi và nó an toàn với khách, mà nó cũng vệ sinh an toàn phẩm nữa, không có bị thú cưng lông lá đâu thì không có đây đâu đó. Thì mọi người có nhiều người hỏi con bé hai thì bé hai cũng nói vậy, như vậy đó. Thì ngày hôm qua thì có nhiều người nói là bé hai mưa, có nhiều người nói thật sự là có những cái comment cũng tiêu cực. Tôi thật sự là hiện tại thời gian này bé hai bán gọi là được hơn ngày xưa, tại vì khách ở đây nó cũng ổn định hơn, là khách lai gai và khách quen rất là nhiều. Hằng ngày bé hai nè, đó nếu mà có bạn ở trong hai mẹ con
hàng ngày đều ra ăn hết đó. Thì tại vì tháng này là tháng ăn chay nên là tất cả được các quán khác đều vắng giống nhau, nhưng mà vắng thì vắng nhưng mà bé hai có một lượng khách nhất định. Người sẽ là lúc mới đầu giờ thì mọi người cái quan trọng là mình cảm thấy khách tới đây và người ta hài lòng, người ta mến, người ta đi lại nhiều lần. Đúng, đúng rồi, không? Thì mà cái lượng khách đó thì mọi người cũng đã thấy mà, hàng tối vào lúc 8 giờ, giờ cao điểm của hàng từ 8 giờ trở đi tới 10 giờ, hai khung giờ đó chính là 10 giờ thì nơi này rất là đông. Đông là tại vì bạn bè đồ chị em nhiều người trong LGBT đến đây. Và tất cả các anh chị em bạn bè đến đây, một chủ đích là một đến đây đang ủng hộ, hai nó là góp ba vui chơi gặp gỡ giao lưu với nhau để nói chuyện tâm sự, nói chung là nhiều lắm. Nói chung là mọi người khi tới quán bé hai bé ba bây giờ thì giống như một cái địa điểm để cộng đồng LGBT gặp nhau ở đây cũng vui. Đúng rồi, để giao lưu. Mọi người đã thấy mà hàng một tuần và 10 ngày vừa qua đúng không, thì bé hai đã khai trương được 10 ngày rồi. Mọi người đấy mà mỗi tối mà khách đến rất là đông. Thực sự là có nhiều khách đến đây không có ăn, chỉ đến uống nước để vui chơi. Bé hai cũng rất là vui vẻ đón chào, chứ không phải nhất thiết đến đây phải ăn đâu. Chú ý là đến đây để giao lưu cái chuyện tâm sự, hỏi thăm nhau rồi. Hay là ví dụ mà thích ai đó ở đây uống nước hoặc là không uống đường nữa, ngồi chơi để giao lưu với nhau, các anh cũng vui vẻ nữa, chứ không nhất thiết phải đến đây phải ăn đâu mọi người. Ok rồi, cảm ơn bé hai nha, chúc bé hai với lại bé ba luôn luôn có được đông cái lượng khách giống như vậy á. Đó là cái niềm vui của bé hai bé ba và cũng là cái điểm đến cho mọi người nha mọi người. Dạ, cảm ơn anh. Và mọi người ơi, mọi người nhớ đi bé hai bé ba thì nhớ đăng ký subscribe, chia sẻ, like cho anh Sài Gòn Daily nha mọi người. Đó cũng là một động lực để giúp cho anh có niềm tin vui vẻ để đi quay cho các nàng thi và các những mà mảnh đời còn cơ cực, hoặc là những chị em chuyển giới còn đang hơi giống như là em May thì cái Điền Chiên, hay là em Nam Thi, hay là em Phương Trinh là Bán Lăng, hoặc là em Bán Khá Lấu là tên gì quên rồi, Xuân Thi đó là những em đó nha mọi người. Thì hiện tại thì trời mưa, mấy em đó thì mấy em bé hai có để chút là mấy em bán hơi chậm, thì mọi người nhớ ủng hộ và nhớ đăng ký kênh, subscribe, chia sẻ, like cho anh Sài Gòn Daily nha mọi người.